Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào trở lại với channel của mình là quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong series Run City và sẽ một ngày thật là tốt lành và nhận niềm vui trong cuộc sống. Xin thành cảm ơn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với lại công trình mà chúng ta đang hướng đến, đó là đánh Arena Master Terra các bạn ạ, Master Đức. Wow. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ khai chiến với lại những cái đội hình bên kia thì sẽ xem là như thế nào nha các bạn. Bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ để thần đá vào trong cho thủ lĩnh clan 4 ra. Và thần đá sẽ ở trong vị trí này. Đấy, đội hình của chúng ta sẽ là như vậy, gồm thủ lĩnh clan 4, đội trưởng và thần đá. Còn bên kia thì có Eye Titan, Flame Titan và Reflected Revenger. Trời ơi, đọc thủ lĩnh clan 8 đi cho nhanh các bạn. Rồi, và với cái đòn đánh đầu tiên chính là hàng băng trưởng đến từ vị trí của Titan băng. Chúng ta phá lớp khiên này bằng thổ hoàng cương khí. Bên kia tiếp tục là hai trưởng của hàng băng trưởng, chúng ta không bị đóng băng các bạn. Ngược lại chúng ta lại có là cửu dương chân hỏa thiêu đốt bên kia. Nhưng chắc chắn là sử dụng cửu dương chân hỏa lại không có tác dụng với trụ rộng bên kia rồi. Nhưng vẫn phá được cái khiên các bạn ạ. Không gây đam, chỉ phá khiên. Rồi mình nghĩ là sẽ... Không ngờ cũng ngại, ta dùng đến chiếc kỹ này. Không khoan nhượng luôn, sử dụng là thổ hoàng cương khí một lần nữa. Chí mạng 161k. Quá ghê gớm. Bên kia thì chỉ những cái đòn đánh gọi là kiếm chém băng thương rất là lợi hại. Nhưng một lần nữa thì viêm đế hỏa hoàng quyền được đánh ra 180k. Ơ kìa, cứng bá, trời ơi. Đeo huy chương các bạn. Không khoan nhượng luôn, sử dụng là thổ hoàng cương khí một lần nữa. Chí mạng 161k. Quá ghê gớm. Bên kia thì chỉ những cái đòn đánh gọi là kiếm chém băng thương rất là lợi hại. Nhưng một lần nữa thì viêm đế hỏa hoàng quyền được đánh ra 180k. Ơ kìa, cứng bá, trời ơi. Đeo huy chương các bạn. Đeo huy chương. Thủ lĩnh clan 4 đã có một pha gọi là cưng ba quá là đã mắt các bạn ạ. Ghê thiệt. Nói chung là cũng so easy thôi. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta không được so ý gì nữa rồi. Bởi vì bên kia đã gọi là có một Titan băng. Mà lần này là 4 sao các bạn ạ. Khi nãy gọi là đưa nhảy nhép ra thôi. Bây giờ mới đúng là sức mạnh thật sự nè. Nhưng chúng ta không sợ các bạn nha. Thì ra mày chọn cái chết. Titan băng thì băng chứ. Chúng ta vẫn sẽ phá đi lớp khiên này. Hai phát hàng băng trưởng đã thấm vào người các bạn nha. Khi nãy không thấm mà giờ thấm thiệt sự các bạn. Thêm một lần nữa. Bảo sao không thấm mới lại các bạn. Không sao, vẫn sẽ gọi là an nhiên các bạn. Are you sure about that? Vẫn đã tiêu diệt được. Ui, một sự báo thù đến từ vị trí của TT các bạn. Này thì an nhiên, này thì an nhiên, này thì gáy nữa đi. Rồi xong rồi các bạn à, chúng ta đã lâm vào tình thế rất là nguy hiểm. Các bạn biết sao không? Tại vì đội trưởng của chúng ta thì không thể gây được nhiều đam cho bên kia. Ngược lại là bị bên kia chúng ta sẽ bị gọi là đánh dồn dập con cá mập các bạn. Còn bên đây thần đá thì lại không xài được skill hệ đá. Mà bên kia còn có bơ hồi sinh nữa. What? Ôi thôi xong các bạn. Giờ sao đây? What? Rồi xong trận này mà thua một cái là có gọi là sai lầm tuổi trẻ các bạn nha. Cái gì vậy trời? Rồi ok, giờ mình sẽ gọi là... Ta phải làm thế nào? Thôi thôi, không sao các bạn. Phải quyết mở một con đường máu mà đi ra các bạn. Cái gì vậy? Mình cái đám đâu vậy? What? Đám gì? Trời ơi.
Có thể nào nhẹ tay hơn một chút không? Sao mà bên kia đánh đau quá vậy mà còn hồi sinh nữa chứ? Ơ kìa, ơ kìa, nhẹ tay thôi anh ơi. Có gì bình tĩnh từ từ nói anh ơi. Ngu dốt. Thế này đau quá các bạn ạ, à. Thế này chúng ta chịu không nổi rồi. Ôi, hy vọng là sẽ được 8 mấy phát, 8-9. Ừ, ok. Một đường sinh cơ các bạn nha, một đường sinh cơ. Emotional damage. Trời ơi, có thể sai lầm tuổi trẻ nha. Đánh xong, hồi sinh. Rồi đánh mình đánh lại. Rồi còn chú rồng này. Một đường sinh cơ các bạn, ủa khoan. Chú rồng này hệ Primal. Hệ Primal khắc chế chúng ta các bạn ạ. What? Ôi kìa, đường sinh cơ của chúng ta. Ôi, trời ơi, ảo rồi các bạn ạ. Mới cân 3 xong bị ảo rồi. Ôi da. Cái này mà chúng ta gọi là một đường sinh cơ đi mọi người. Rồi 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 rồi, được không? Được không? Trời ơi, 141k máu. Không có một đường sinh cơ rồi các bạn ạ. Trời ơi. Tình ơi, vội vàng đánh cái thua luôn các bạn ạ. What? Sao vậy? Trời ơi các bạn. Này thì một đường sinh cơ. Rồi ok nha các bạn, chính thức là chúng ta lại có thêm một pha sai lầm tuổi trẻ. Hình như là phần 6 hay phần 7 gì đó các bạn. Trời ơi, trận này chúng ta gọi là sao nhỉ? Để phân tích lại trận đấu này các bạn, tại sao mình lại thua nhỉ? Ban đầu là mình cương với lại chú rồng Titan Băng. Titan Băng bổ 3 phát thấm quá mà mình gọi là mình không chuyển sang chú rồng khác mà mình cứ cương các bạn. Rồi kiểu như là bên kia miếng máu, mình đánh xong mình không tính đến cái trường hợp là chú rồng, mình biết là chú rồng TT giật rồi. Nhưng ai mà biết giật, người ta cho giật đâu như vậy á. Có lúc giật 2-3 phát cũng nói gì đâu. Giờ còn 110 mấy ca máu giật phát chết tươi luôn. Xong rồi mình mới lâm vào tình cảnh là phải để cho chú rồng ta đánh mà kiểu mà skill hệ đất của chú rồng của chúng ta đánh không có ra được. Mà như vậy là đâu có đam đâu. Chúng ta máu trâu thôi chứ chúng ta không có đam. Thế là chúng ta bị đánh dồn rồi sau đấy. Nhờ bên kia có hồi bê hồi sinh nữa. Rồi cuối cùng bên kia khắc chế chúng ta luôn mới đau chứ. Cấp 55 Hellred bình thường không khắc chế thì còn một đường sinh cơ đây. Thôi chấp nhận các bạn ạ. Một cái sai lầm tuổi trẻ khi mà còn tới gọi là tới 4 lượt luôn. Khoan. Mình còn một chút xíu đội hình để mình gỡ gạc các bạn ạ. Ok. Mày có sai lầm nhưng mà gỡ gạc cái đó. Cái tôi nhờ. Thiệt sự các bạn ạ. Lần này chúng ta phải đánh gọi là tập trung hơn thôi. Đấy. Một chém sinh cơ nè. Rồi chém xong rồi chúng ta bên đây xem hệ bên kia toàn là hệ gây trắc trở chúng ta. Cho rồng âm thanh ra. Đấy, xong rồi chú rồng này ra không có khắc chế chúng ta cũng không khắc chế lại. Thôi cứ đánh. Đấy, xong rồi giờ cho dòng gió ra. Bên đây không có hệ khắc chế chúng ta. Đấy, dòng gió là ăn kêu. Rồi, giờ qua đây lấy hệ điện một phát. Đấy, phải chi khi nãy chúng ta gọi là đánh tính toán như này. Thiệt sự các bạn ạ. Lần này chúng ta phải đánh gọi là tập trung hơn thôi. Đấy, một chém sinh cơ nè. Rồi, chém xong rồi chúng ta bên đây xem hệ bên kia toàn là hệ gây trắc trở chúng ta. Cho rồng âm thanh ra. Đấy, xong rồi cho rồng này ra không có khắc chế chúng ta cũng không khắc chế lại. Thôi cứ đánh. Đấy, xong rồi giờ cho dòng gió ra. Bên đây không có hệ khắc chế chúng ta. Đấy, dòng gió là ăn kêu. Rồi, giờ qua đây, lấy hệ điện một phát. Đấy, phải chi khi nãy chúng ta gọi là đánh tính toán như này. Quá chuẩn luôn.
chúng ta bị một pha cân ba đầu trận làm cho che mờ lý trí rồi các bạn ạ. Lại các bạn, đánh lại. Ok các bạn, cứ yên tâm, trận này là không có gọi là hai sai lầm trong một video đó các bạn ạ. Thực ra là cứ gọi tắt là sai lầm hết luôn đi các bạn. Bên kia hình như là sẽ xài skill hấp huyết á. À, đất hả? Không sao, hồi máu đi nào, hồi sinh đi nào. Không xài skill kia được các bạn, tại vì mình đang có băng ở đây này nên kia đâu có hồi đâu. Bình thường là bên kia chơi skill đó rồi, vừa qua rồng âm thanh. Ok, còn hai chú rồng này vẫn sẽ là dễ đơn giản thôi các bạn ạ. Đánh thấm quá thì cho qua chú rồng này. Đấy, phá khiên là chủ yếu các bạn. Rồi còn băng thì chúng ta gọi là xuyên qua thôi. À, để cho chú rồng kia mà không. Chú rồng này cuối cùng cũng được. Không có bờ hồi sinh đó. Thế thì điện nè. Nếu mà trận khi nãy mình đánh gọi là có sợi kiên vàng thì chắc chúng ta cũng không đến nổi đâu các bạn. Đồng ý là sẽ bị trọng thương đấy, tại vì chúng ta quá là xem nhẹ sức mạnh bên kia rồi. Bên kia ghê thiệt sự các bạn, Titan băng không phải đơn giản các bạn. Quá ghê gớm luôn á. Quá ghê gớm luôn. Cấp 60 chúng ta cầm đội hình hai rồng cấp 70. Ok, sao đội hình này nhìn vàng lửa thế nhỉ? Đánh không các bạn, đánh không? Lại chúng ta, để mình xem xét đã nha. Lại, ta khắc chế. Vô. Lá đầu tiên nha. Băng, khắc chế băng. Hai bên khắc chế nhau. Gió không khắc chế. Hai phát các bạn. One nè. Một phát thôi. Đấy, rồi ta đánh như vậy thì ai nói gì không các bạn. Đấy. Rồi đến lượt chú rồng này ra. Không khắc chế chúng ta nha. Mà bị chúng ta khắc chế nè. Đấy. Rồi nó lại show ý gì các bạn. Nó lại show ý gì các bạn. Rồi đến chú rồng này. Rồi sao? Sao nữa? Sao là sao các bạn? Win chứ sao nữa. Rồi. Không sao, đủ sát thương các bạn. Đấy, đã phải như vậy. Đêm khuya rồi, đánh kiểu gì không biết. Rồi và đây thì ở trận cuối chúng ta win luôn hả? Báo thù boulder các bạn. Báo thù boulder các bạn. Nãy là do mình có thủ lĩnh clan 4 các bạn, là kiểu mà có khắc chế á, bọn ta đi đầu, bọn ta chết đầu tiên rồi, nên đâu có được một cái kill gì đâu. Giờ là mình đã kia rồi, mình sẽ để dành để mình đánh kia nha các bạn. Đánh boulder đi. Boulder ơi là boulder. Cho chấp bờ hồi sinh các bạn. Giờ chấp boulder bồ hồi sinh luôn. Hồi sinh cái đi. Đó. Giờ cho nó rồng này. Boulder có chữa mình chết luôn nhỉ? Chắc không đâu ha. Xin mời boulder. Đấy, chữa này. Trời ơi. Ta nói đừng khinh thường, đừng bao giờ khinh thường boulder các bạn ạ. Mình phải tính đến trường hợp mà nó xấu nhất các bạn. Boulder giật phát 140k luôn á. Đánh đấm gì trời. Đấy. Nhưng mà cũng nằm trong kế hoạch thôi các bạn ạ. Chấp hồi sinh luôn. Hồi sinh ra chơi skill đá. Lần nữa thì mình vẫn còn đây nè các bạn. Còn trong đây skill đá bên kia giật. Rồi mình sẽ có một trận solo hai chỗ đồng này nè. Đấy thì chúng ta chấp bên kia đánh mấy phát mình cũng đâu sao đâu. Tính hết rồi, chấp bờ hợp sinh luôn. Ok. Wow. Sai lầm mà bù đắp bằng 10.000 quặng game các bạn ha. Mơ, trời ơi. Có phải anh đang mơ đấy không? 1.000 game cũng được. 1.000 game cũng được. Ngàn game mình được, mình bỏ ra 2 lần 100 game các bạn, nói sướng gì đâu luôn á. Ok, lâu lâu cứ cho vậy đi, mở ra 100 game được. Tham lam làm gì không các bạn, có người mở ra 1.000 game bằng 10.000 game các bạn, mở ra 10.000 game bằng 1 tỷ luôn á. Nên sao mọi người chúng ta có một
những cái may mắn riêng. Cũng trong gọi là mấy trăm người, mấy ngàn người mới có một bạn đã đăng lên như vậy. Biết đâu bạn ấy là người may mắn như vậy sao? Cũng biết đâu lại là tiếp theo lại là chúng ta, phải không các bạn? Thôi không sao đâu, phải tranh thủ làm vài trận trong kia thôi các bạn nha. Hay lát sau mình, nếu mà mình ví dụ mình xem quảng cáo mình được nhiều, mình sẽ cho các bạn xem sau. Các bạn cũng xem đi, ai thêm được nhiều quảng cáo ta comment với phía dưới xem ra được cái gì ha. Đi luyện gấp cho mắt này, không có gì gọi là ui mắt này tấu hai đấy, hãy gọi là ban phát niềm vui cho mọi người đi nào. Chúng ta gọi là nỗi buồn sẽ được dơi đi khi đã có mắt này ở đây đấy, hay lắm mắt này ạ. Đó, ghê chua. Còn một tôn các bạn, tôn nữa mà mình ăn hết trơn rồi đấy. Do nó mạnh quá rồi nên bên kia không sợ nó tóc hài các bạn. Ok, nhập bên đây rồi nè. Và đây tham nè, stone. Trời ơi, giật có hai phát, giật còn thua boulder nữa các bạn. Giờ mình đã thấy boulder lợi hại các bạn. Ok, chúng ta sẽ chơi rainbow nè, được chưa? Giây phút tấu hài đã đến các bạn. Đây, xem đây. Wow, lâu lâu ra được phát đam các bạn ạ. Rồi ok, sự kiện mới nè. Không phải sự kiện mà kiểu mà rương bảo, ui ghê vậy. Trong đây tổng hợp hai cô gái xinh đẹp luôn các bạn. Cô gái dễ thương nè, khủng long các bạn có chưa? Mình có rồi. Đây mình có luôn rồi. May đấy các bạn. Nhưng bình thường trong sự kiện này người ta không đi tìm các cô gái đâu. Mình đi xuống dưới xem thế nào nha các bạn. Quả trứng vàng, dễ thế nhờ. Xuống đây cái là có quả trứng vàng là free à. Ui quả trứng vàng nè. Ok, giờ mình xem thử nha. Đấy, trong quả trứng vàng thì chúng ta gọi là được cái này một nè, tối được cái này một trong ba, thêm cái quả trứng vàng thứ hai như thế này, hai cái là tới đây luôn đó. Còn mình đi tới đây thôi. Này cũng không có ngon lắm các bạn ạ. Mở ra 120 mấy ngon, nhưng mà 10 cái lông chim vàng đào đâu ra, khổ lắm. Trong đây nè, cố gắng lấy được rương Lucky, lên được lắp chính là thêm một cái golden trứng này. Nhưng mà mình còn một sự kiện nữa, chắc trong sự kiện đó mình lấy free trứng à. Các bạn đua Heroic, các bạn không cần đua thì chắc không cần nhất thiết phải lên đây lấy cái quả trứng như đây đâu. Còn một sự kiện nữa mà. Không rồi. Rồi mình cũng lên lắp 5 thôi. Mình mới đua hồi sáng các bạn ạ. Hình như là đợt này đua dễ rồi, nhiều bạn ta giờ mới lên lắp 5 có một bạn. Thì chắc là vẫn cố gắng lấy thêm 120 mảnh. Đang lấy thêm được này nữa, ok các bạn. Rồi, phải chờ cái này rồi. Ok, và bây giờ chúng ta đến là hết rồi. Hẹn gặp lại trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em, chia sẻ cho thầy đi.